Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Tốt Sang Hàn. Và như thường lệ, ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức tổng hợp thú vị có trong ngày nhé. Vốn được mệnh danh là công ty thuộc hàng Big Three của làng giải trí xứ Hàn, lại từng mắt tay đào tạo nhiều nhóm nhạc nổi tiếng nhất K-pop, JYP luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu mỗi khi ai đó có ý định đầu quân để trở thành thần tượng tại Hàn Quốc. Thế nhưng thì không phải viên ngọc nào cũng sáng rõ ngay từ thuở mới niên thiếu, họ cũng từng là những người trẻ tuổi nhút nhát, giọng hát không đủ lực hay không đáp ứng được tiêu chí tuyển chọn khác của công ty quản lý. Và mặc dù hiện nay thì có rất nhiều những idol là tên tuổi nổi tiếng hàng đầu của K-pop, thì vào thời điểm thi tuyển, JYP đều không nhìn thấy điểm sáng đủ để cho họ một suất ra mắt hay gật đầu đồng ý nhận làm thực tập sinh. Thứ nhất, IU. Trước khi trở thành thực tập sinh và ra mắt dưới trướng của Loeon, thì IU từng tham gia vào buổi thử giọng ở nhiều công ty giải trí, một trong số đó là JYP. Hiện tại thì sau 12 năm hoạt động, cô đang là nữ hoàng solo của K-pop và nhận được sự mến mộ của phần đông người dân Hàn Quốc. Mặc dù không rõ lý do vì sao khi đó JYP lại lắc đầu với IU, nhưng người hâm mộ đều cảm thấy may mắn khi nữ ca sĩ đầu quân cho Loeon và ra mắt với tư cách là nghệ sĩ solo. Bởi khi nhìn vào những nhóm nhạc nữ của JYP, khán giả không thể tưởng tượng được IU sẽ trông thế nào khi là một trong số họ. Thứ hai, J-Hope của BTS. Trước khi trở thành đội trưởng vũ đạo của BTS thì J-Hope từng tham gia một cuộc tuyển chọn của JYP vào năm 2009. Ở thời điểm đó thì J-Hope đã là một vũ công có tiếng và từng nhận giải thưởng về vũ đạo, thế nhưng JYP vẫn không nhận anh làm thực tập sinh. Nam ca sĩ sau đó tham gia cuộc tuyển chọn của Big Hit và lần này anh nhận được cái gật đầu từ công ty. Sau vài năm thực tập thì J-Hope ra mắt cùng BTS vào năm 2013. Cho tới hiện nay thì có lẽ ít người nhắc tới K-pop mà không biết tới cái tên BTS cũng như là J-Hope, nhóm nhạc nam thống trị làng nhạc xứ Hàn và là cái tên nổi tiếng toàn cầu với hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Thứ ba, Seungmin của EXO. Anh cả của EXO cũng là người từng bị JYP gạch tên trước khi tìm đến bến đỗ SM. Sau 4 năm luyện tập chăm chỉ, Seungmin ra mắt cùng EXO và cũng từng bước thành công, trở thành một trong những nhóm nhạc nổi tiếng bậc nhất của K-pop những năm qua. Sau khi biết được việc Seungmin từng thi tuyển tại JYP nhưng thất bại, người hâm mộ đều thấy may mắn vì Seungmin thi trượt, bởi họ có thể đã không có một EXO hoàn hảo như hiện nay nếu JYP đồng ý nhận nam ca sĩ làm thực tập sinh. Thứ tư, Honey của ESID. Góp mặt trong danh sách những thần tượng từng bị JYP lắc đầu từ chối chính là Honey, nữ hoàng fancam với hình tượng quyến rũ nổi tiếng tại K-pop. Nhìn vào clip được thu tại buổi thử giọng thì có thể thấy kỹ năng của Honey không đủ tốt và có lẽ đó chính là lý do khiến nữ ca sĩ không được chấp nhận vào công ty. Thứ năm, Somche của B2B. Vào năm 2010, Somche từng tham gia đợt tuyển chọn của JYP và vào tới vòng cuối, thế nhưng anh chàng lại không được nhận làm thực tập sinh của công ty. Sau đó thì nam ca sĩ đã được Q tuyển chọn và ra mắt với tư cách là thành viên của B2B vào năm 2012. Sau này khi có cơ hội gặp lại Park Jin-young, CEO của JYP thì Somche đã được nghe lời giải thích vì sao anh bị từ chối. Theo đó thì ông lớn của JYP cho biết Somche không gây được ấn tượng bởi kiểu tóc và trang phục trông già dặn hơn tuổi thật. Dù nam ca sĩ có vẻ đẹp của nhân vật hoạt hình nhưng lại không biết phô ra nét đẹp tiềm ẩn đó của bản thân. Thứ 6, CL. Không giống những thần tượng kể trên, CL có được nhận vào làm thực tập sinh của JYP. Thậm chí thì cô từng luyện tập cùng một số thành viên của 2AM, tuy nhiên thì sau đó nữ rapper lại đầu quân cho YG. Đối với một nữ thần tượng tài năng như CL, có lẽ nếu ở lại JYP, cô cũng sẽ có cơ hội tỏa sáng, nhưng người hâm mộ đều đồng ý rằng YG là mảnh đất phù hợp với nữ ca sĩ hơn. Thứ 7, Yuju của GFan. Yuju là giọng ca chính của GFan, nhóm nhạc nữ trực thuộc của Short Music và hiện đang trực thuộc Big Hit. Tuy nhiên thì trước khi nhận được sự công nhận và nổi tiếng với GFan thì cô từng nhận về những bình luận không lạc quan từ Park Jin-young, CEO của JYP. Cụ thể là khi tham gia chương trình K-pop Star mùa 1 thì Yuju đã thể hiện cả khả năng hát và nhảy. Tuy nhiên thì JYP đã nhận xét rằng giọng hát của cô không có gì nổi bật và đánh trượt. Thứ 8, Hollin của Sista. Hollin được biết tới là một trong những nữ ca sĩ sở hữu giọng ca nội lực cùng nét quyến rũ khác biệt ở K-pop. Khi còn hoạt động với Sista thì cô luôn là người đảm nhận vai trò hát chính. Nhóm cũng được mệnh danh là nhóm nhạc mùa hè của K-pop. Thế nhưng thì trước khi đầu quân cho Starship và gặt hái thành công như hiện nay thì Hollin đã từng tham gia cuộc thử giọng tại JYP và ra về trắng tay. Thứ 9, Din.
Trước khi phát triển như một ca sĩ độc lập và không đi theo đường lối hoạt động truyền thống của nền công nghiệp giải trí xứ Hàn như hiện tại, Dean cũng từng nuôi mộng làm thần tượng. Anh chàng từng tham gia buổi thử giọng của JYP và không nhận được cái gật đầu từ công ty. Hiện tại thì nam ca sĩ trở thành một trong những giọng ca nổi bật với những sản phẩm âm nhạc nhận được nhiều sự tán dương từ khán giả Hàn Quốc cũng như là toàn thế giới. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Star Hàn, và để cập nhật những tin tức mới nhất trên kênh thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.